Rồi, chào anh em nhé. Thì cũng một thời gian rồi, chúng ta mới quay trở lại chế độ chú quỷ 1. Thì thực ra cũng không phải là lâu lắm, tại vì là mấy hôm nay mình cũng toàn cày RPG mà anh em. Nên ra là với cả mình cũng đang ốm đấy anh em ạ. Mấy ngày hôm nay mình đang ốm nên là mình chả ra được clip gì. Mong anh em thông cảm cho mình. Thì ok, hôm nay chúng ta do chúng ta không có lục legend, chúng ta không có 30 củ, nhưng mà chúng ta có hơn 3,5 triệu đúng không ạ? Hơn 3,5 triệu chúng ta mua hàng fake về đúng không ạ? À, chúng ta sẽ có đuôi Infinity kết hợp với ý tinh kiếm like sao đâu nhầm ánh sáng là ảnh đấy đấy, cứ cho là mẹ mình có khẩu lục legend đi anh em. Nhưng mà lục legend lạ quá đấy, lục legend này nó crit luôn mà anh em. Thì mình cũng có kiểu lướt dạo qua một số phản hồi của anh em về những cái video của mình, thì về những cái video của anh Đắc các thứ ấy, thì kiểu anh Đắc vẫn duy trì về chế độ trung bình 1 và những cái đồ cổ ấy. Mình thì thấy nhiều người phản hồi rằng là do mình chơi chú quỷ 2 các thứ hay là dùng cái con kiếm này nhiều quá ấy, là mọi người không thích xem. Cũng bỏ theo dõi luôn, chỉ chờ video của Đắc thôi. Kiểu tư thác của Đắc nó tốt hơn mình ấy. Thế là cái cách kể chuyện nữa. Thế là mình đang nghĩ là anh em có thích mình chơi lại đồ cổ với cả hay là không bình luận không. Mình đang nghĩ cái trường hợp là mình sẽ quay video không bình luận. Mình đã có test thử hai cái video đó là Nét Cho Quỷ và Rubik để bắt cua ấy bạn. Thế lúc ấy mình quay ở Nét và mình hoàn toàn mình không bình luận một tí gì cả. Mình chỉ quay tắt mic thôi anh em ạ. Thì mình không biết là anh em có đồng ý không. Tại mình cũng làm rất nhiều video rồi mà anh em, rất nhiều video rồi, nhìn hai video rồi như anh em đã biết thì cái hiệu quả nó không còn như xưa nữa, được chưa? Nên là ok, đây là theo ý kiến khách hàng anh em nhá, chứ mình là mình không biết gì đâu nhá. Đấy là anh em muốn xem gì thì mình sẽ chiều như thế thôi, chứ mình cũng không biết cái gì đâu. Tại vì là bây giờ thì mình cũng anh em cũng biết là nghe tin là mình kiểu mình cũng chán làm YouTube rồi ấy. Kiểu mình cũng đang khá là mệt mỏi về cái vấn đề này. Anh em có thể thoải mái nêu yêu cầu của mình đấy, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu mà có máy mới thì mình mong là mình sẽ có thể trở lại. Cái việc là bệnh tình của mình tại đây nó hơi xấu, nó kiểu nó ho, nó cúm cái thứ mũi đó, mình nó đặc được tận khoảng hơn nửa tuần rồi và nó vẫn chưa hết anh em ạ. À, có làm sao đây, lục legend này của chúng ta hơi lạ anh em ạ. Lục legend này nó hơi fake một tí nhưng mà thôi không sao. Lục thì từ lục lởm đấy, nhưng mà đúng rồi anh em, một hai con đều là đôi Infinity mà đúng không? Từ chết ui rồi, mạnh quá, nó vẫn mạnh nhưng mà có nhìn ngầu nhỉ, kiểu nhìn hai con này ngầu vãi. À mà sao anh em mà muốn mình làm đôi Infinity không anh em, kiểu lâu lắm mình không chơi con này ấy. Mình thấy bắn vui phép mà, để sau mình cố kiếm một cái nick nào combo của Jerry cho mình chơi nhá. Chết rồi, chết nhầm. Ơ sao lại vào, sao lại rút bao rồi nhỉ? Cái tổ hợp của cái con vũ khí này nhiều lúc nó rất là ảo nhá, mình không hiểu tại sao. Mấy kêu này ăn ngon phết đấy chứ, thêm cả con kiếm này nữa. Đấy, chơi con phết chứ đùa. Ui dồi, được cái combo này thì gọi là chơi vui đấy anh em, chứ không phải là đấy. Một con thì giữ chân, một con thì ăn đam đấy. Đây, đứng đây ăn. Ui, cái đông đông vào lục lây gần anh, ta đi bảo lục lây gần này ăn hết rồi có vẻ không được rồi anh em, hơi xạo thì 400 điểm này anh em này. Mình thì mình chắc là mình không đưa tốt rồi đâu, mình chơi thêm 2 hiệp nữa thì mình ngắt thôi anh em ạ. Tại video thì mình nghĩ là nếu mà để video dài em cũng chả xem đâu, nói thật mình để video tầm 8 phút anh em đã chả xem hết rồi. Mình đang cố kiểu làm gấp rút mấy video với đồ mạnh đi, mấy đồ mạnh cho bớt đi, xong rồi mấy cái đồ yếu yếu thì mình bắt đầu quay dần dần. Đây mấy cái đồ đuôi Infinity này thì đây như anh em thấy này. Em thử cận chiến nhá. Đây đây đây. Rồi vậy chết cha mày này. Rồi ôi, con kiếm này nó khi mà chém được trái xong chém được phải hơi chậm nhỉ. Vì thế nó kiểu phải đợi hết animation ấy, thì nó không thể nào. Ôi trời, xong rồi. Rồi thì cũng sắp lên đại học rồi. Mình ở nhà suốt, mình không có chuyện gì để kể cả. Chẳng qua là kiểu anh em bạn bè gặp nhau cái thứ thôi, chứ còn chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống cái thứ của mình không có biết bất kỳ một chuyện gì để kể cả. Kiểu ăn sáng các thứ mình cũng chỉ đi mua thì nhờ, mình đi mua ở chỗ trong xã mà thôi, chứ xong đi về nhà ngồi chơi cùng lắm đi ra Nét, chứ cuộc sống của mình nó chỉ quanh quẩn thế thôi, không có thêm một cái gì vui vẻ cả. Như kiểu anh Bách thì kiểu đi ăn bún đậu mắm tôm, đi ăn đi làm đi chơi các thứ, nó còn thở
Tớ có cái gì đấy để kể chứ còn mình thì cuộc sống mình là chán ngắt rồi. Ôi, xử lý còn kém nữa. Nói chung là trình mình thì trong cái game này ấy, thì trình nó không thể nó lên được nữa mà nó chỉ tụt lùi thôi. Cái game này vốn dĩ là thế này anh em. Cái game này vốn dĩ anh em đã chơi đến một cái trình độ nào đấy thì mình anh em không thể lên được nữa. Thậm chí là nó tụt lùi đi. Mình thấy thế rồi. Kiểu đỉnh cao mình đã đạt được từ 2-3 năm trước rồi và tất nhiên là bây giờ không thể hơn được nữa. Mình cá chắc là kiểu à mà nói năng bây giờ lộn xộn quá. Mình đang tham khảo anh em, là anh em có muốn mình chơi Valorant không ạ? Kiểu mình chơi bạn bè các thứ, edit moment vui vui hay là highlight gì đấy, anh em có muốn mình chơi Valorant không ạ? Mình thì mình chơi được những loại bắn súng. Mình thì mình chơi chuyên những loại bắn súng mà anh em, thế nên là thích người với cái trò FPS này khá là tốt. Nếu mà anh em ủng hộ việc chơi Valorant thì ok, mình sẽ suy nghĩ đến cái việc mình sẽ làm nhiều Valorant hơn. Ok. Rồi, chúng ta có hiệp mới luôn, tại vì hiệp kia chắc chắn là mình chỉ ăn 2 con hero chứ mình chả được cái gì đâu. Thì chắc là quay đốt hiệp này thì chúng ta nghỉ thôi anh em, tại vì video mình nghĩ cũng đủ cho anh em rồi. Nếu anh em muốn video dài hơn thì ok, mình chẳng qua là kiểu ít anh em thích video dài thôi. Mình nói thật, ít anh em xem video nó dài cực. Phần lớn những cái video mình quay ấy, anh em thường xem 3-4 phút. Mà cái video 8 phút hay 15 phút thì nó cũng như thế rồi. Mình mấy hôm mà mình kiểu mình chơi rất là hăng ấy, chơi rất là vui nhưng mà cái lúc mà mình nhận ra cái video mình nó còn trả được 3.000 view thì mình thấy nó kiểu hụt hẫng quá. Nói chung nó chỉ là động lực mà anh em, chưa còn để ra tiền hay không thì hiện tại là mình vẫn còn đang phụ thuộc vào YouTube. Mình vẫn chưa liên hệ lại với công ty để mình có thể làm tiếp tục các công việc để nó tốt hơn đấy anh em. Nhưng mà mình vẫn chưa liên hệ lại vì mình không muốn, tại vì mình vẫn chưa kiểu, mình vẫn đang lười mà anh em. Mình vẫn đang chơi mà. Em có biết là dạo này mình đi chơi rất là nhiều. Anh em nào theo Facebook mình ấy, kiểu mình chụp ngoài trời các thứ, ngoài đường các thứ đấy là lúc mình đi chơi với bạn bè anh em. Từ từ ba ơi, sao có bị cảm giác chú quỷ một nó chắc do yếu ấy nhỉ, chắc do nó rất là chậm, nó rất là kém ấy. Thì anh em nếu mà quả mic của mình nó kiểu nó thu âm cái tiếng hò mình tốt quá đấy thật đấy. Mình đang còn đang sợ bị Covid cơ, tại vì là cũng phải nửa năm rồi mà anh em, cũng phải 5-6 tháng rồi đấy, rồi mình từ lần đầu tiên mình bị mà tháng 3 thì đến bây giờ tháng 8 rồi anh em, 5 tháng rồi cũng có khả năng bị chứ. Chết rồi. Rồi, hai con vào đây thì crit tốt luôn. Các đồ sắt qua quay kìa chừng nhìn chán nhỉ. À thế ôi chết rồi nhầm. Mày úi giời ơi, cận chiến luôn. Cái gì đấy? Mẹ tự nhiên là game này dễ đấy anh em. Mẹ mình cầm con kiếm này cho anh em rén hết ạ. Rồi thì cũng đúng thôi, 3 triệu mà 3 triệu thì ai chẳng rén. Mình còn rén chứ rồi. Bây giờ cái game này thì nó thành nhiều tiền quá rồi anh em. Game toàn tiền mà, cần gì kỹ năng nữa. Đấy anh em như thấy mình cần gì kỹ năng đâu anh em. Mình ăn 11 kill bình thường rồi. Chỉ cần bắn bình thường thôi, chẳng cần làm gì đâu. Chưa là hết kiếm rồi. Bảo sao đấy, giờ mình không thấy đam đâu, hóa ra là hết kiếm anh em ạ. Thôi, 12 kill và 990 điểm, gần lên 1.000 điểm, ăn được top 1. Ok, top 1 ở đây out rồi anh em ạ. Nên thôi mình cũng xin ngắt cái video đấy anh em nhé. Nếu mà ok, mình thấy cái ý tưởng này khá là hay. Cái này tự nhiên mình nghĩ ra khi mà mình kiểu mình chơi lục đôi Infinity Dragon ấy. Thì tự nhiên mình nghĩ là sao mình không thử kiểu Shopee nhỉ. Một con lục 30 củ thì vừa bắn hai tay được lại còn vừa xoay được, thì mình vừa có kiếm để mình xoay vừa có hai tay để bắn đấy, mình thấy hợp lý mà. Ok, chào anh em nhé. Anh em hãy nêu ý kiến của mình ở dưới phần comment giúp mình để cải thiện chất lượng cộng đồng và cho bản thân mình, cho kênh của mình từ lâu dài, nếu anh em muốn ngó với mình. Ok, mình nghĩ chắc cũng như thế thôi. Cảm ơn anh em, chúc anh em xem clip vui vẻ và nhớ lại phản hồi nhá, không để lại phản hồi là cắt chim ấy. Ok, bye bye.